Rồi, hello cả nhà, mình xin chào quý cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay cái vàng bí của mình nó được cũng khá khá trái cả nhà. Cũng có mấy trái ăn được, cũng có mấy trái để ngày mai ngày mốt. Nè, cái vàng phía bên này nè cả nhà. Linh đem ca nước cho đi con, rồi ra hái mấy trái bí phụ cha. Nè cả nhà, đây hai trái nè. Bên đây trái nhỏ này chắc 3-4 ngày nữa. Đó, trái nhỏ 3 ngày nữa cả nhà. Bí nó ra đợt này cũng nhiều trái á. Đợt này chắc cũng mười mấy trái, chắc mình nghĩ hết đợt này là nó sẽ cũng sẽ muốn tàn. Trên đây trái nè cả nhà. Bên đây thì ba trái, hai trái nhỏ. Đó. À, một trái bự dưới đó. Đây. Ở đây nữa là cả nhà, đó. Sương sương không, mình thấy là cái chục trái rồi đó. Một trái nằm dắt ngang trên đây nè. Giờ là cắt trái bí trên đây nữa cả nhà. Trái này nó hơi hơi xấu một xíu. Nó có cái ngắn, hơi xấu một chút. Hai ba trái cả nhà. Còn mấy trái này thì hai ngày nữa, có trái bên đó thì một ngày nữa, trái này cũng một ngày nữa nè cả nhà. Mấy trái dưa leo con nhỏ nhỏ nè, một miếng cá xay nè cả nhà, để hồi mình cuộn với bí. Với nãy giờ mình có mua ít con mực nữa, hoặc hồi mực dồn với mấy cái này luôn. Trái bí đó, nó suông nó thẳng bào đã hay lên. Dạ. Nó thẳng vậy nè, mình bào nó dễ mà cái trái bí nhìn nó cũng đẹp nữa. Hai trái này thì nó hơi có eo chút xíu. Con bào á cho thẳng một đường luôn, nhìn cái trái bí nó đẹp lắm. Chứ con bào mà nó đứt đoạn á, nó nhìn cái trái bí nó sần sùi nó xấu. Bào từ từ thôi, con bào từ từ á, kéo một đường dài ra luôn. Gọt ra nhìn cái trái bí nó đẹp. Dạ. Đó, ừ, đó, từ từ chậm chậm thôi. Đó là nó sẽ ra được một đường, thấy không? Dạ. Vợ mình đang làm mấy con mực. Mực ống. Mực ống này có trứng không vậy? Cả nhà. Dạ có, trứng nhiều quá. Cô học thêm thứ tư với thứ sáu thì mình. Mực này nó có trứng đó cả nhà. Cái này là cái trứng của nó nè. Con đứng vậy á, bào sẽ dễ hơn. Con ngồi cái tay con cầm dơ dơ lên vậy khó bào lắm. Nó có thế hơn là ngồi. Cái này là chả cá, cá sai á cả nhà, với trộn thêm một miếng thịt nữa. Để một hồi mình dồn vô trong cái bụng của cái con mực á. Bây giờ mình đang ướp đường muối bột ngọt, hành, tiêu, tỏi. Giờ mình trộn lên cho nó đều rồi, xong rồi mình sẽ dồn vô trong cái con mực.
Giờ mình dồn cái chả cá này vô con mực. Con mực này mình lấy chiếc đũa mình đâm phía dưới đít nó một lỗ để mình dồn cho nó đừng có bị dội hơi lại. Lấy chiếc lũa này cho mẹ lên. Mực này mình dồn xong rồi nè, mình cho một miếng hành phi lên rồi với gốc hành rồi nè cả nhà, với chút xíu gừng nữa cho nó thơm. Giờ mình đem đi hấp. Linh đang rửa rau củ ở ngoài. Rồi, giờ bỏ vô hấp thôi cả nhà. Chừng nóng. Cái hơi nó hực lên. Xả nước ra, con vừa xả vừa rửa cái lấy ra luôn rồi, hiểu không? Nó không có dính dơ lại. Đó, vậy đó, xong rồi lấy ra luôn. Nguyên một mâm luôn. Rồi giờ mình bào chế bí xanh này ra để cuốn với thịt nấu canh. Rồi con ngồi nghỉ đi. Xong rồi đó. Đó, cái này giờ mình bào chế bí đao này ra cả nhà. Nó nguyên lát lát vậy đó. Cái mình cuốn với thịt. Cái này chả cá này giờ cuốn ít thôi nha. Cuốn nhiều nó phì bự quá, ăn cũng không ngon nữa, tại bí nó ít á, nó mỏng á. Mình cuốn một miếng thịt vô thôi là người vừa ngon luôn á. Chút xíu Linh làm cái này được nè. Hồi tán thịt vô trong cái miếng bí giống như đợt rồi, cái gì ta, cà. Ờ, non thiệt luôn á. Đó, nguyên lát bự luôn. Cuộn lại xong rồi lấy cái bông hẹ này nè cả nhà. Giờ mình trụng cái bông hẹ này sơ qua ăn cái. Rồi xong rồi cái mình đi cho nó dẻo á, mình dễ cột. Biết tẻ không? Cắt ra là 3 khúc không? Đi. Nè, bỏ lên cái thớt nè. Cắt ra làm 3. Con nó tỉa bông thì lấy cái chén hay cái gì đựng lên coi. Con tỉa bông tới đâu rồi Linh? Không có cắt ghê. Mỏng thôi. Cái này, con ra lấy cái khớp ngoài đi. Giờ đang lựa mấy cái bông dài để trụng qua một cái. Để mình dễ cột. Trụng cái chân nó trước, tại cái chân nó mập. Linh tỉa cái bông xong rồi, bây giờ cắt ra. Coi chừng dày quá nha. Rồi, con cắt nó xéo xẹo nè, thấy không? Con cắt bị xéo. Thôi để cho mẹ cắt cho. Con đứng dậy, con đứng dậy con mới thấy rõ được nó như thế nào, còn con ngồi á, con thấp quá con nhìn không có thấy được, hiểu không? Điều chỉnh cái dao lại chút nè. Rồi, giờ ngay rồi đó, giờ con sắt xuống. Đứng về, con đứng cao lên này nè, con nhìn thẳng xuống con mới thấy rõ được là nó xéo là nó không xéo, hiểu không? Đó, đúng rồi. Đó, thấy không? Chứ còn con ngồi con đâu thấy được. Trời, trụng hẹ vô một cái là nghe cái mùi thơm nó nực han mùi lên liền. Bí đao này mình nấu canh chay cho mẹ.
nó lột chứ bị gỡ, còn chứ bị gỡ nó chứ bị đau. Không có ruột luôn. Có ở trên có chậu. Ở dưới đất nó mới có. Đúng quá rồi. Đây có cái ruột. Bữa mình nấu bí mà nè mà mình chưa hộp á, nhầm người nó ở đó giờ mới thấy. Tại nhà mình á ăn cái thích ăn cái hộp vậy nè. Cái tay lấy ra nè mà sắp trúng bây giờ nè con gái. Vô. Nấu ăn nó bùi bùi nó ngon lắm. Bỏ đây vô hấp chồng ơi. Hấp gì vậy? À, gáo à? Dạ. Rồi, bỏ vô hấp đi. Mở cái nắp ra coi chừng nó hực hơi phỏng nha. Dạ. Cái cho làm không? Dạ. Nhà mình thích ăn hột bí. Nó bùi bùi béo béo. Bự nè, sắc cây dao nhỏ nó lạng lạng dễ vô tay lắm, bỏ cây dao nhỏ xuống dưới, bỏ xuống dưới rồi để có cần thớt không à, để gì á, đây đây đây. Qua lượt đậu đũa cho mẹ con quấn hai vòng. Ừ, nước sôi rồi. Nước nào nồi nào sôi vậy con? Nồi bự á. Cái nồi nhỏ này con hạ lửa hết mức cho da luôn nha, nhận xuống hết rồi. Làm quá gung tay à? Ghét. Cắt cái chân nó bỏ. Đúng rồi, cái chân hơi bị nhiều. Con tỉa mấy cái bông xong chưa? Cắt đi, Linh. Mấy chưa con xong. Quên. Cuốn cái đầu nhỏ, cuốn dơ. Cuốn nhỏ qua bự, nó mới ôm hết được cái cục thịt. Dạ. Yeah.
cái bông hẹ này nó dai á, mình dễ cột, cột nó chắc nữa. Với nó có cái bông nó giữ lại nè. Ừ. Giờ mình đi nấu canh bí cho mẹ trước. Cái đậu mình tính hấp nhưng mà hấp nó sẽ không có xanh cả nhà, nó sẽ bị vàng. Thôi mình đang nấu nồi canh chay trước, rồi xong mình sẽ nấu canh mặn sau. Rồi con vớt cái đậu ra xong rồi con bỏ bí vô trong cái canh chay cho cha luôn, bí gỡ. Rồi giờ con bỏ bí vô đi, khỏi tách ra con bỏ vô tự động nó gớt ra. Ừ, từ từ nha, coi chừng nó lật cái xịa đó. Dạ. Cái bông bông hẹ còn dư rồi, hư quá gớt rồi, để đó hồi rửa, để đó, để im đó đi con bỏ mấy kia vô trước đi, còn cái cục đó hồi mình rửa bỏ vô sao, bông hẹ còn dư hồi mình bỏ vô canh mình nấu luôn. Vớt đậu ra xong rồi giờ mình bỏ cái củ cải này vô mình luộc qua cái luôn. Rồi xong đó cả nhà, bây giờ mình vớt bọt, mình cũng niêm luôn rồi, vớt bọt này cái nữa là xong. Chính là giờ mình vớt ra. Vớt dễ thì dễ không? Ừ, cho nên là con phải để nghiêng vớt mới được. Nãy làm nghỉ con để đứng đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, đứng con kẹp vô cái gãy liền. Cái đậu đũa con để đứng được, còn cái này là con phải để nghiêng. Đang nấu cái nước bên đây để nấu canh bí đao quấn với thịt. Rồi mình cuốn xong rồi cả nhà, bây giờ bỏ vô nồi. Đó, giờ mình thả vô nồi. Cái chả cá còn dư á, mình đem đi chiên luôn cả nhà. Đó, chiên chả cá thêm được món nữa. Ừ, yeah. Cái chừng gớt. Để lần à. Cho lửa lớn lên cái giật. Đây để chồng dặn cho. Để dơ tay. Rồi. Nồi canh xanh xanh đỏ đỏ nhìn đẹp quá. Chả cá nó cũng vàng luôn rồi nè cả nhà. Chưa bề dưới nó chút xíu nữa vậy. Wow. Mực nó teo lại, còn ngắn ngủn rồi cả nhà, mà nó phình bự lên. Tại có chả cá trong á. Cho hành vô tắt bếp được cả nhà. Mình phi cái cà này làm cái giống như cái sốt sệt sệt vậy đó, bỏ lên cái con mực hấp này. Hấp chín rồi mình lấy ra mình mới cắt khứa vậy cả nhà. Đây là sốt cà, mực hấp sốt cà. Em bé nãy còng quá nó không chịu lăn ra. Cái đó hồi cà mình để chang chang lên trên, gấp mực ra xong rồi cái cà mình chải lên trên. Đây có thêm món chả cá chiên nữa cả nhà. Ai cho Linh sắc chả cá. Cái trắng trắng ở trong cái dĩa cả nhà là trứng của nó đó. Chay mặn đầy đủ. Thôi gạo nãy nó ra gốc cây mè nó hú nó kêu con ốp rồi đi ra chỗ cây mè kêu hả. Dạ nó ra đòi ra cho cá ăn nè. Rồi con kêu đi vô đi, ông Út đang bận nấu cơm rồi chút xíu rồi Út vô ẩm là cái đi vô. Đi vô mới biết làm gì không mẹ, nó đi vọng mà đi vọng ra ngoài trước đường đó đó đó, rồi cái kêu nữa cha nó ra bắt vô để cơm nước xong mới ẩm nó ra đây chơi được. Rồi mời cả nhà dùng cơm.
đôi ổ nữa con. Kệ bác hai, để gần gần dễ gấp bác hai. Này chả cá nè bác hai. Cho đưa các ngọn cơm. Nó hay ăn mực dồn thịt. Mực này cũng không có dai nữa mà. Còn nãy thắp cho nó cũng nó lấy à. Điện làm tốt, điện làm con bò cũng màu bé. Mời cả nhà ăn cơm. Không mời bà cô chú ăn cơm. Làm miếng quá ngọt. Nó có rau luộc. Đậu hay nhá. Đậu nha. Thử rồi. Mẹ làm miếng thử này không? Chà cá. Mua à. Cuộn bí, bí gọt ra. Đứng trong nhà kêu không nghe. Ừ. Ra đây kêu. Nhà tới kêu mẹ là sát bên rồi. Rồi. Kêu rõ luôn. Ngồi đợi con nghe xong điện thoại là nó kêu liền là kêu dắt đi vô đây cho cá ăn. Biết hết thuốc hẹn chi nó trỏ ra ngoài không đi đâu chứ. Ngồi đó, không đi đâu luôn. Ngồi lỡ cho bằng được không? Đó. Mình dặn cái gì nó biết biết nghe nó dạ. Dặn nó dạ. Nó hiểu cho nó.
lên trển thì dặn nước. Uống nước xong biết đổ giật ca nữa, biết đổ giật ba muỗng. Nhưng phần nó uống nước còn nhiều đậu vô. Nó bưng cái à, cái bình nước của con chén vô gấp vô nhiều nhiều vô. Bình nước của con Quyên á, đậu bay. Rớt rồi. Nhưng mà này nó dân nước gì nó uống nhật tao nó sặc nó há hồng nó nước hết. Tao vỗ chán nó xong rồi tao nói dẹp đưa cố dẹp đừng uống nữa nghe con ba uống là mà sặc nữa đó nghe. Dạ biết chưa, dạ cưng lắm. Rồi cái khúc cuối của nó toàn trứng luôn. Cái bụi này là bụi ngải ngải cá hay gì đó phải không? À, củ ghiền. Ghiền chứ không phải ngải hả? Không. Nào, nó mới hết nó không? Sợ vô rồi. Nào. Hình như là cho mình giấy. Để cho nó vô với. Mặt nó mất cười, sợ quýu quýu. Nha, gà đó hay à? Gà nè. Mắt đùi, sợ ngầu dữ. Đâu ăn hết tối ngày. Thử cái chút đùa có trứng không? À. Cơm luôn Trung ơi. Mới chơi nè. Ở chú ba nó về rồi. Nó lao cho mình. Chú ba nó về. Chú ba nó về nó mừng lắm. Cái trứng mực ăn dễ dễ. Dạ. Được không bác hai? Hai mới hớt bắp rồi. Trời ơi, nhà hàng. Này ăn đi, xong ngồi đó. Hết cơm. Hết cơm còn đồ ăn ha. Đợi ngu đâu biết. Đây. Cơm nó đặc quá. Chè cái nước sốt thì ngon lắm rồi bác hai. Có hai chè luôn. Coi, không. Chè cơm. Thì mới vậy đó. Có cứng không mày? Có găng mà dừa. Linh nó lột lắm ạ. Dừa chứ cô không cứng mà cô không mềm. Nó làm chỉ cho nó làm tập cho nó không quen. Để mà lớn là cũng mất rồi. Không biết cứng mềm cái mình gấp lên trọng bóp thử. Bóp thử cái mềm nó là nó chín đó. Còn nó chưa mềm á là nó còn cứng á là sống, sống ăn vô rừng. Rồi thôi mình cũng xin kết thúc video, chào tạm biệt cả nhà, cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha.